sẻ một chút kinh nghiệm chăm sóc da mụn của mình nhé. Với nền tảng là da hỗn hợp thiên dầu và vì vậy cho nên là Hạnh hay thường bị mụn trở đi trở lại. Và qua nhiều năm quan sát thì Hạnh rút ra được một bài học kinh nghiệm cho mình là trong việc điều trị mụn thì mình cần được tiến hành ngay lập tức, càng sớm càng tốt. Bởi vì nếu để lâu thì ổ mụn viên sẽ càng ngày càng phát triển và còn dễ bị sẹo mụn nữa. Chính vì thế trong nhà mình luôn luôn có sẵn một bộ đôi sản phẩm chăm sóc da mụn và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ đôi này nhé. Đây là gel rửa mặt Dicuma Clean và đây là gel trị mụn Dicuma New. Cả hai sản phẩm đều chứa tinh chất nghệ thiên nhiên. Điều đặc biệt đó chính là được sản xuất với công nghệ nano hiện đại để tạo ra nano curcumin với tác dụng là điều trị mụn, thâm, sẹo và kiểm soát nhờn. Như mọi người cũng đã biết, nghệ là một thành phần có tính kháng viêm rất tốt và làm mờ sẹo. Vì vậy được sử dụng trong việc điều trị mụn và trị thâm sau mụn. Có không ít các loại mỹ phẩm có tinh chất nghệ, nhưng điều đặc biệt ở chỗ là Dicuma Clean và Dicuma New thì tinh chất nghệ được sản xuất dưới dạng kích thước phân tử nano siêu nhỏ và vì vậy thẩm thấu sâu vào da chứ không chỉ tác động trên bề mặt. Và bây giờ hãy cùng Hạnh trải nghiệm chu trình chăm sóc da với bộ đôi sản phẩm này nhé. Chương trình chăm sóc da mụn của Hạnh bắt đầu bằng vớt rửa mặt với gel rửa mặt Dicuma Clean. Bình thường Hạnh sẽ lấy ra một lượng bằng hạt ngô và đánh với nước để tạo bọt. Gel rất ít bọt và hầu như là không có bọt luôn, cho nên là Hạnh không có cảm thấy căng rát trong và sau khi rửa mặt. Chất gel êm và mùi nghệ nhẹ nhàng khiến cho những cái nốt mụn không còn kích ứng và tấy đỏ như sử dụng với các sữa rửa mặt làm sạch sâu khác. Theo mình được biết thì trong gel rửa mặt này, ngoài tinh chất nghệ nano curcumin còn chứa chiết xuất lá niêm giúp ức chế vi khuẩn mụn, làm lành các tổn thương da. Ngoài ra, vitamin E giúp dưỡng da mềm mại, chống oxy hóa và làm mờ sẹo mụn. Và tiếp đến là mình sẽ sử dụng gel trị mụn Dicuma New. Lý do mình sử dụng gel trị mụn này bởi vì nó không chỉ giúp mình giảm mụn viêm mà còn giúp kiểm soát nhờn, trị sẹo thâm và còn tạo độ ẩm trên da nữa. Siêu nghệ nano curcumin được hiểu như là một loại kháng sinh chống lại các vi khuẩn mụn trên làn da. Ngoài ra, lá chanh xiêm còn hỗ trợ giảm bã nhờn, giúp việc điều trị mụn đạt kết quả nhanh hơn. Và trong vấn đề điều trị sẹo thì tinh chất hành tây đỏ trong gel còn có công dụng làm đầy các vết sẹo lõm. Cuối cùng, vitamin E, lô hội giúp dưỡng ẩm, chống oxy hóa và làm sáng da, vì thế mình sẽ không phải lo lắng rằng trong lúc trị mụn da mình sẽ bị khô và sạm nữa. Đây là gel trong có màu vàng nhạt, có mùi nghệ. Vì là gel gốc nước nên nó thẩm thấu rất nhanh vào da. Mình chỉ bôi nó lên đúng những cái nốt mụn hay là những chỗ cần chăm sóc như thâm, sẹo, chứ không bôi toàn mặt. Theo Hạnh, cả hai sản phẩm này đều có giá rất dễ chịu. Gel rửa mặt 100g có giá 95.000 đồng và gel trị mụn 20g có giá 75.000 đồng. Cả hai sản phẩm đều sử dụng rất lâu. Giá như thế này thì Hạnh nghĩ giới văn phòng và các bạn sinh viên đều có thể sử dụng nó. Cuối cùng, mình muốn lưu ý với các bạn trong vấn đề trị mụn đó là: thứ nhất, da cần được chống nắng, tẩy trang thật kỹ. Thứ hai, ngoài việc sử dụng các sản phẩm trị mụn ra, các bạn cần nên điều chỉnh cái thói quen sinh hoạt của mình, thói quen ăn uống như ăn nhiều rau xanh, vitamin C, giảm những cái đồ ngọt, đồ dầu mỡ. Và các bạn nhớ là đừng thức khuya quá nha, cơ thể của mình được nghỉ ngơi đủ thì mụn sẽ không có lý do nào biểu tình nữa đâu. Hạnh nghĩ với những cách kể trên thì hành trình trị mụn của chúng ta sẽ đến đích nhanh hơn. Mình hy vọng rằng những trải nghiệm vừa rồi sẽ mang lại những cái kiến thức bổ ích cho các bạn trong vấn đề điều trị mụn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Test Lab kỳ này. Các bạn hãy like và subscribe tạp chí Đẹp để có thể theo dõi những số Test Lab tiếp theo nhé.